Hello, hello, chào cả nhà. Hôm nay là birthday của em Mì nè. Má Mì của em Mì với ông xã em Mì đi chợ vô bếp mua hải sản về làm birthday nho nhỏ tại gia cho em Mì cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ cả nhà nè, đây là tôm hùm ha. Nè, thấy con tôm hùm quá chừng bự luôn cái càng này cả nhà. Mà lát mình ăn thử coi nó có chắc hay là không. Dẻ nè, thì mình mua một cái một ít thôi. Đây, cái này mới là món đặc biệt của má mi mình làm là nước mắm sa ớt nè cả nhà. Nhưng mà sả này má mi đã cháy rồi ha, rất là thơm ngon lắm, rất là cay. Còn đây là nước mắm me ha, nước mắm me nhà làm luôn. Nước mắm me là chấm cua hoàng đế nè. Ở đây em mi có mấy càng cua hoàng đế nè, ốc nè cả nhà. Ốc và chấm nước mắm sả ớt ha. Cái ốc này nhỏ nhỏ ngon lắm. Còn bên đây là mình sẽ có cái con này giống như con sò điệp vậy. Đây mình nướng mỡ hành nha cả nhà, cái này là sò điệp tươi về nướng mỡ hành nha. Rau cải em mình gặp có là bông hẹ nè, bông hẹ xào bơ nha cả nhà, béo lắm. Còn ở đây là củ sen nè, củ sen luộc với củ cải đỏ nè, má mi mình xắt cây trái tim hình ngôi sao nè. Kế đến mình có cải luộc ha. Còn đây là món đặc sản, đây rau muống xào tỏi. Chia sẻ với cả nhà, sinh nhật em mì thì chỉ đơn giản thôi, gia đình ăn đây. Thời tiết cũng lạnh rồi cũng không có xiên đi ra ngoài ăn, nên là má mi với ông xã mình đi chợ về nấu ở nhà ăn vậy cho nó gọn cả nhà, rất là nhanh luôn. Còn hôm nay anh xã mua cái rượu này là mình gọi là cái rượu lê nè, của Nhật nha cả nhà, uống cũng rất là ngon. Đó, có cái trái lê trong đây luôn nè cả nhà. Đó, hai mấy con tôm hấp ra đỏ đỏ tươi luôn, cái càng quá chừng bự luôn. Ba con tôm này mà anh mua 120 đô hả anh? Dạ. Vậy là mỗi một con cũng khoảng 40 đô cả nhà. Dạ. Tôm rất là bự, tôm là tôm khủng đó, á. tôm khủng nè cả nhà. Đó, gia đình em mày ăn bít đê đơn giản thôi. Đây okay. Nó nhẹ hơn, nó chỉ có năm, nó chỉ có 5% thôi. Đây là rượu đào của Nhật nhưng mà cái rượu này của Đức sản xuất chỉ có 5.5% alcohol thôi. Bên Nhật mình uống rượu nhẹ thôi nha cả nhà. Tâm lên lên cho cha con đổ bọt. Đó là hả? Lấy con tâm này. Này có thể đây này, anh chế nè. Rồi anh chế rồi, anh chế rồi. Để đây đây. Ăn chế rồi. Rồi bây giờ rồi, cả nhà cùng ăn với gia đình em đi nha. Đây là xin mời con hoàng đế của mì, cái càng khủng chưa cả nhà. Không biết mùi này chắc không, mình khui ra mới biết ha. Mời con cây. Rồi, xin mời các bạn nha, các bạn cùng ăn hải sản với lại gia đình mình nha. Ok, đây ốc hương rồi, thử thử ốc hương coi, ăn ốc hương chấm với lại sả ớt không? Sả ớt cho em happy birthday honey. Hôm nay chúc em chúc honey sinh nhật vui vẻ nha. Trẻ mãi không già. Làm ăn phát tài phát bạc, mau thành tỷ phú của nước Mỹ. Thằng anh ơi, cũng ơi, vô nè, cắn đi, vô. Vô. Cảm ơn con. Cái chai, cầm cái chai kìa, miếng chai đưa vô với lại lại. Miếng chai luôn được không? Sinh nhật mẹ mà. Uống miếng chai luôn đi. Cầm vô. Vô, vô. 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 Sinh nhật vui vẻ ha này. Anh kêu ha đi. Ngon miệng.
đậu này cũng ngon, chua chua. Bây giờ mình thử ốc hương này lâu quá, lâu quá mình không có ăn ốc hương nè. Ồ, cái ốc hương này, ăn ốc hương này là nhớ tới quê nhà luôn á. Thử coi. Ốc này ngon giòn, ốc ngon. Các bạn. Ốc hương này nha các bạn. Mình chấm với lại nước mắm xả ớt, nước mắm xả ớt. Lâu quá mới ăn lại cũng ngon chứ bộ. Ngon. Để khui em yêu cái con sò đẹp nè. Mắm bên xào này mới là hẹ mà xào bơ. Béo ngon đó nha. Con này ăn mới đã nè ha này. Con sò đẹp nè. Sò đẹp khủng của Mỹ nha các bạn. Đổ tài chút xíu là xong ngay. Khui à. Nay được ok nữa rồi. Đó, lại chấm nước me nữa là từ ha các bạn. Lấy cái con sò đẹp của Mỹ nè các bạn thấy không? Nó bự nha. Không có anh có cái kéo rồi. Ủa, đây nè. Từ từ cắt ra phân nửa nha. Bỏ chấm mắm me. Rồi. Mắm me miếng ha. Cho mắm me cái cho nó có mùi chua chua ngọt ngọt cho nó đã. Vô mắm me nè. Vô ha đi. Thấy không? Đó, đã giòn. Cắn vô cái là phơi luôn á. Sò đẹp này là cũng là hàng hiếm á. Hiếm khi nào ít khi nào thấy lắm nha các bạn. Sò đẹp này ngon. Sò đẹp này là sò đẹp khủng á, lâu lâu mới có một lần. Lâu lâu mình đi chợ mình mới gặp. Mời các bạn nha. Vô nè. Nay sinh nhật ăn hải sản không linh đình nha cả nhà. Ăn nhanh cả nhà, mình nấu cho nhanh. Bây giờ mình thử không? Ngon quá. Con ăn đi, con ăn đi. Cắt ra hả? Mình đẩy ra cho mẹ một cái kéo rồi. Đây là rau muống, mắm xào tỏi nè cả nhà. Sao con ăn hết rồi con còn chia với ngoài nữa? Nó hết chuyện đâu. Nó ra muốn xào tỏi nè anh. Nào cho con này củ củ sen. Củ sen luộc. Con muốn xào tỏi ngon lắm mi. Ngon. Tỏi bùi dẻo. Con muốn xào tỏi mà quá ngon rồi. Con này sò bơ cũng ngon á. Sò bơ thơm ha. Sò bơ thơm. Giờ mình khui một con tôm hầm đi. Con hầm các bạn. Hàng khủng các bạn, đã không? Nhìn là hai cái càng đó, con này là con tôm hầm khủng á. Nhìn cái màu nó quá đẹp luôn thấy không? Con chín là cái màu nó đẹp nữa không? Giờ mình khui cái càng mình cho em yêu ăn thử coi. Cái càng thịt cái càng của nó ngon hơn là thịt cái mình của nó ngon hơn. Đây cô hoàng đế nè cả nhà. Nó có cát nữa, có cát con nhã. Nó đóng để đi đó để coi cho. Cát con nhã đi. Ô mày à, chắc dĩ rồi ta. Cô hoàng đế thật dễ sợ không cả nhà. Nhà mình á, ông xã cũng ưa cô hoàng đế, con trai cũng ưa cô hoàng đế nữa. Con cô hoàng đế không? Dạ. Bẻ ra đi. Nhưng mà ốc này ngon lắm á mi. Giòn mà nó không bị cát nha. Nó cứng dễ sợ luôn cái càng. Cái càng khủng này nó quá cứng luôn á. Mình phải có dùng cái này mình bóp. Bóp mà nó không bể luôn á. Ừ. Nè. Đưa đây mẹ, đập đưa đây mẹ, Ừ. Mày phải đập bớt luôn thôi nè. Bóp không bể luôn. Quá cứng luôn. Nó càng cứng dữ vậy ta. Cứng dữ nha. Dạ Mỹ cũng gạch ăn cũng ngon. Các bạn ơi. Con tôm này nó còn sống hơn sao mà nó cứng quá. Hát con dữ luôn. Mấy con mà nó cứng hết vậy nó chắc là cái wow.
Đây, đây, đây. Không, cái này bóp được, cái này càng nhỏ luôn. Nha, đừng khi các bạn thấy tôm mà nó chắc nó có mấy cái trắng trắng này đó mẹ. Mình hấp mình được ra mấy cái trắng này là mình biết tôm nó chắc rồi đó. Cả nhà được củ tiên nè. Hai xin em mì trước lễ. Mình không nó đi ra ngoài ăn. Mì làm cái củ tiên cho cái càng này cả nhà. Rồi giờ gái đó. Mình cắn cái càng này ra nha. Càng này hấp dẫn lắm rồi. Ăn cái này phải bóc tay luôn. Rượu ngon quá. Đúng rồi. Con ăn đi. Ăn xong á. Ăn xong. Cha có cái đồ bẻ cha bẻ. Con nhà thấy không? Ấp con lễ rồi mà con bỏ viên ra. Ừ. Thịt ngọt nè. Ừ. Ngon quá hả? Ngon. Không bóp cho cha con cái cạn chúng ăn chứ. Không, ngoài ăn cái mình nó ngon hơn, cái ăn cái cạn cái mình nhiều thịt hơn nè. Ngoài ngon ngái không? Cho ngoại nguyên cái mình ngoài, ngoài ăn không có đâu. Cái mình ăn mới đã, cái cạn ăn đâu có như ăn, ngoài ăn cái cạn cái là bị kỹ răng. Ok, giờ mình vô cái đi. Vô cái mắm mì. Cứng lắm. Mắm mì vô, con mắm mì vô. Vô à, nở ngoại. Vô, ăn đi. Vô, ăn đi. Vô, ăn đi. Rồi, cho ok, nó bỏ nó luôn. Happy birthday nè, chai của con nè. Vô, vô, vô. Nè, nói gì ra như ta. Vô, vô, vô. Bây giờ sao nghe sao mình ăn không mà chưa nghe sao mình nói gì hết. Ăn súng bắn không hay. Anh khui con này đấy hả? Ừ hả? Anh khui cho. Anh khui cho. Ngon. Wow, con này có trứng nè. Ôi, đây. Ngon quá. Ú là to trứng nè. Rớt, 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 trứng. Đem lấy nha. Trời ơi, trứng cua mình gửi nè. Các bạn thấy trứng không? Cái này tôm hầm. Tôm hầm trứng nè, đã không? Tôm hầm này chắc mẹ bự chắc. Ở đây. Thử cho em nguyên con luôn nè. Em ăn nổi nguyên con này không? Chờ luôn. Trời ơi, bệnh gì cỡ. Không, đây nha cả nhà. Dạy mì để gì cắn ăn cho nó ngon ha. Dạ, cắn vậy em để vậy em cắn ăn đã luôn. Quẹt con me vô. Cắn vô một phơi luôn á. Ngon không? Ngon. Bà cháy vào cầu lửa luôn chui không? Chui ngon mà. Bà cháy vào cầu lửa luôn á. Hai ốm thì ăn mấy đó nhiều đi ha. Nó gọi là men lớp tờ nè. Men lớp tờ, hết sảy luôn rồi. Ngoại không thích rau không mà. Cho em một khúc đùi của cua hoàng đế nữa nè. Các bạn thấy không? Thịt cua hoàng đế một khúc đùi nè. Đó, các bạn thấy đã không? Nè, cho em nè. Ưu tiên cả nhà ở đây, bớt đây. Dạ, con xã ưu tiên. Bớt đây của Honey là ăn, cho Honey ăn những cái món đặc biệt không á. Rồi, em bị ăn thử nha. Không? Ngon quá. Honey em đâu có cần về Việt Nam đâu, cũng có người lò rồi lột ghẹ lỡ cua cho em ăn gì không, đâu có cần đâu. Mấy em anh phải về tới Việt Nam anh mới có người với anh bên đây đâu có ai lột à. Em khỏi cần luôn. Bữa trai về có ai lột không trai? Bữa trai về có ai lột ghẹ cho trang đút trang không? Có. Cái vụ này nghe quen nha cả nhà. Khi mình nghe mấy anh Việt Kiều về Việt Nam là ăn cua ăn ghẹ là khỏi còn lột luôn, có em lột đúc luôn nha cả nhà. Đi tới đâu là có em lột đúc tới đó là sướng chết nè.